Dạ, Cam Sa Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Cam Sa Cần Thơ kính chúc quý cô chú anh chị các bạn Tết sắp đến là mong tay đạt cho mình dịch. Rồi cô chú anh chị mình xem hôm nay thứ quý với mai vàng ha. Thằng mai số cái nào liên hệ tiếp với chỗ phô mai của anh Sơn nha. Gặp như đến mất thời gian. Em chào anh Linh à. Rồi, mến chào các cô chú anh chị gần xa trên mọi miền tổ quốc à. Nay trở lại vườn nhà em ấy, có về 15 phôi mai, 14 phôi mai vàng và 1 phôi mai tứ quý à. Để mong giao lưu dùng các cô chú anh chị gần xa. Số điện thoại em là 0377211167 cũng là Zalo của em. Rồi, đầu tiên vô cây số 1 là mai tứ quý nha các cô chú anh chị. Phôi mai tứ quý. Dáng cao. Dáng cao chỉ cần có cũng khá đầy đủ. Thân hơi lắc nhẹ. Giúp này có một cây mờ tứ quý 1 nè. Vô đầu tiên luôn. Còn tứ quý giờ hiếm có, còn mai vàng nhiều. Kiếm hết ra. Màu đế này cũng khá nữa chứ mà. Đây thì điều. Đây thì có công nghệ nó đây thì nó bắn bên kia phải bắn này nó đẹp rồi. Phải vậy. Nó điều ha. Nè cái cọng này của tự nhiên nó qua nhảy qua đây hả? Nó phải qua đây là được rồi. Đâu có điều đâu. Nó điều hết đẹp. Tàn đẹp. Rồi cho thông số. Em đo vị trí này là 37. Đây chứ 37 của anh. Chiều cao. Tổng chiều cao là 99. Đường kính bầu là 45. Ghế cũng khá đẹp nữa chứ mà, cũng khá. Chỉ cần thì cũng có đầy đủ cho chú anh chị mình ghép. Để mặt này cũng khá đẹp. Rồi, giá luôn. Rồi, phôi mai tứ quý này em xin vô luôn với cô chú anh chị là 2 triệu 7, cái số 1. 2 triệu 7, cái 1, phôi mai tứ quý. Dạ. Cũng bự, cũng dài cây ha. Để gọi phép mình đổ cây luôn. Rồi, qua cây số 2 là phôi mai vàng nha các cô chú anh chị. Cây mai vàng lồng lực luôn. Để ghế đều. Rất là đều, không chống. Nở gốc nở cũ rất là lực luôn, chà bá ha. Cây này giá siêu siêu, đây là ghép là đầy đủ chỉ cành luôn rồi. Rất là mập u nhìn nó lực cây hay coi chứ mà rất là lực luôn. Chờ gọi cho thông số. Dạ. Cây này gốc nó chạc chạc nở nở. Em đo vị trí này là 35. Đo xếp xuống. Em đo xích xuống cái tổng này là 53. Rồi trên con ghế 53. Tổng chiều cao là 56. Chất ngọn này là 25. Đường kính bầu là 38. Để điều mở cái cũ cho bá. Nhìn lực cây hết chứ mà. Rồi, giá luôn. Rồi, phôi mai vàng này, cây số 2 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 2 triệu 2. Rồi, giá 2 triệu 2, cây số 2, phôi vàng. Đi gọi phép đo cây luôn. Rồi, có cây số 3, cũng là phôi mai vàng. Phôi mai vàng, bể xù. Rồi, bể xù lên nha, nó rất có xù xù. Đây, xù cống cớp, rất là nhiều luôn. Trụ lên vàng lắm con chú mày. Yeah. Lên vàng hả cái dạ cây. Đấy sâu nôm đều. Cây này nôm đều hết nè. Dạ. Đều ghen. Đây có một ghế lót đây như đều luôn. Trong đây cũng có ghế bự. Dạ cây lắm luôn á. Lùng lực luôn, nhỏ chỉ cành quá dư luôn. Cô chú ghép là tạng kinh mít luôn. Nhìn đẹp không có chứ mà. Cây này nhỏ nhỏ nhưng mà hơi quýp ha. Dạ cây, dạ gọi cho luôn số luôn. Dạ. Gốc nó xù chảy, nó xù ra cái me gì đó. Cũng như giáp là thân. Em đo vị trí này đây là 32. Quạnh vị trí đó 32. Em đo xích với cái cũ này ha. Trên con ghế cũ đó. Đi. Xích như này là 46. Gốc 46.
Cái sổ. Rồi số nhỏ nhẹ là 19. Tổng chiều cao là 46. Rồi đường kính bầu là 36. Rồi giá luôn chị. Rồi. Đẹp. Cái mai cây số 3 này em xin vô lưu với cô chú anh chị là 3 triệu. 3 triệu của chú bạn. Cây rất đẹp lực. Rất VIP ha. Giờ phép đó cây. Rồi, cây số 4. Cây này cũng có lên xù nữa nha các cô chú anh chị. Đây, lên xù lên. Cái này trên này cũng khá khá. Dạ. Yeah. Cái này cũng có luôn, để dài xuống này, làm bảy xuồng. Thế này nó không ngộ nha. Bảy xuồng này luôn. Còn đấy đây thì cũng khá khá đều đều, này nó hơi gom đây ha. Ừ. Đây thì cũng có rễ trụ đây bự, nó tiến ra cái đế. Thằng này lên xuồng khá là nhiều, có 50-60% trên ha. Dài dài cái thằng. Chỉ cành dư luôn, đầy đủ ghép rồi. Nhiều lắm ha. Chỉ cành quá đầy đủ luôn. Giờ gọi cho anh xấu luôn. Nên thù rất là dữ luôn chứ mày. Cộm rồi. Em đo vị trí này đi, là 30. Quành 30. Tổng chiều cao là 59. Đường kính bầu là 33. Kính bầu 33. Rồi giá lắm. Rồi cái số 4 này anh xin giao lưu với cô chú anh chị là 2,7 triệu. Rồi cái số 4 2,7 triệu. Một mây xù. Dạ. Chỉ cần quá đều. Đế cũng lực luôn. Hay quấy quá chút xíu. Đây lực. Vậy gọi phép nổ cây luôn. Rồi cái số 5. Đây cái số 5 để khá đế cũng lực lập này đẹp lập này cũng có ghế lót đây cũng khá khá nữa chứ mà già cây lùng lực không chơi tập chơi ghép cũng khá ok già cây dễ ghê chơi ghép cái già nó cũng lên già cây chứ gọi cho thông số rồi té eo này luôn. Em đo vị trí này đi, là 37. Vị trí này 37. À. Tổng chiều cao là 37. Đường kính bầu là 39. Sao có thẹo nó liền hết trơn, da da chứ, bích chạch hả, chứ không có chống học vi chứ. Da da chứ. Rồi, giá luôn. Rồi, cái số 5 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 2 triệu. 2 triệu cái số 5. Chơi gọi phép đôi cái luôn. Rồi, cái số 6. Lùng lùng bếp măng nè. Chỉ cần đầy đủ luôn. Đế lực. Dễ khá luôn chứ mà. Này có cái cũng khá đế. Nó cũng đều đều. Chỉ cần đầy đủ. Cái này nó lên nách nách là già cây nữa chứ mà. Chờ gọi cho thông số. Rồi em đo vị trí này là 34. Quạnh 34. Tổng chiều cao là 33. Đường kính đầu là 39. Giá lắm chứ. Rồi cái số 6 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1,8 triệu. Tại cái đế nó cũng khá khá thì bán giá mềm mềm của chú anh chị. Rồi thích đỏ cây luôn. Rồi và cái số 7. Cái số 7 đế nó có hơi cũ, có gốc to to. Trên đây chỉ cần bao la luôn. Mấy lỗi này mai vàng tự nhiên hồi xưa nó không có gì xanh nè. Dạ. Trồng tự nhiên xong. Đây cũng già cây. Đấy là đều.
Đây cũng có ghế lót đầy đủ hết chứ mà. Nó lên cũ cũ nó nhìn lực cây rồi cho nó tốt luôn. Cái này em nói gì, chín này là 33. Tổng chiều cao là 68. Đường kính bầu là 33. Cây lực cây chị khanh đầy đủ. Rồi giá luôn. Rồi cái số 7 này em xin vô lưu của chú anh chị là 2 triệu. 2 triệu cái số 7. Mày về. Rồi bắt đầu cây luôn. Rồi bắt cái số 8. Không, cái này, cái này có lên xù nữa nha cô chú anh chị. Đây đẹp, đây điều. Chị khanh đầy đủ. Cái xù cũng khá là nhiều ha. Yeah. Cũng gần như dép dép ha. Chỗ nào cũng có nè. Bảy lên liều cây. Cái này đem về là nuôi nó lên nữa hả? Còn để đây thì đẹp luôn. Liều gan. Liều gan luôn. Mình nó lật cây mà liều gan luôn. Chị cành này từng tầng tầng ha. Lên điều. Chọn cho thông số luôn. Cái này hơi đẹp đẹp. Rồi em đo vị trí này đây là 29. Tổng chiều cao là 59. Đường kính bầu là 31. Đế rất đều. Chi cành đây đầy đủ luôn, đều tròn tròn đều hết. Còn này nó sành hơn, mà xử lý keo hơn, nó không sao hơn. À. Cứng không có gì. Rồi giá luôn chứ. Rồi cái số 8 này em xin vô lưu của chú anh chị là 2 triệu 7. 2 triệu 7 cái số 8. Chỉ cần đều đầy đủ. Đế cũng chảy đều luôn. Rễ đều luôn. Rễ cái kia rất là đều đẹp luôn. Không cần đổi cây luôn chứ mà. Rồi phép đổi cây. Rồi và cái số 9. Tỉnh lùng lực luôn, chia cành thấp trũng đầy đủ. Đế nó cũng khá nha chứ mà, nó không có không ấy, nó khá cũng lực lực. Nước cũng vậy là hình già cây. Nó lên sù sù, nó lên sù cái me. Đế nó có cũ, nó cũng góc hình nó nở chút. Giờ cho thông số. Dạ. Rồi, em đây vị trí này là 40. Quanh tại trí là 40. Tổng chiều cao là 52. Đường kính bầu là 35. Chỉ cần đầy đủ, đều luôn. Rồi, giá lắm. Rồi, cái số 9 này em xin giao lưu cô chú anh chị là 2 triệu gửi. Rất là mập, ú ô, 2 triệu gửi cái số 9. Rồi, qua cái số 10. Rồi, cái số 10. Yeah. Lùng lực luôn. Có cái mẫu tử. Rễ cũng đều lực. Rồi, cô chú anh chị có cành ghép được ok, nhân bài luôn. Cảnh hồi đầu có đầy đủ. Không là chơi cắt lá giật là chơi một cốt thẳng cũng được. Nè, hai ba thứ thế chơi. Rồi, mình cho thông số luôn. Rễ rất là đều quá chứ mà. To, bự. Em đo vị trí trên này đi. Vị trí này là 36. Rồi, hoành đại trí đó 36. Còn em đo chùm cái cây nhỏ nhỏ này nè. Để nó cục luôn. Quá. Là 43. Tổng chiều cao là 28. Đường kính bầu là 37. Rễ đều chứ. Nay Noel này. Rễ đều to, đều lực. Chỉ cần đầy đủ. Rồi giá luôn chứ. Rồi cái số 10 em xin vô lô cô chú anh chị là 2 triệu 2. 2 triệu 2 cây số 10. Đấy rất đẹp lên chứ bạn.
là cái bonsai lùng lực rất là ok. Vậy gọi em đó cái. Rồi, qua cái số 11. Cái 1 là một cốt thẳng. Chi canh thì giữ luôn đều. Có chọc chính lên. Cái này cũng sành cứng hết trơn hay không? Ừ. Này, yeah. Chi canh rất là ok. Lên xù nách thôi. Bởi xù nách thì dài từ cô chú anh chị nuôi thời gian sau lên xù lắm. Mai tự nhiên không à. Sành chứ. Để khá đều có này không dễ lắm. Dạ. Này thì nở củ gốc to bự luôn. Cái gọn cho đồng số luôn. Dạ. Cây này cốt thẳng. Rồi, em đo vị trí này là 35. Rồi, quanh đại trí 35. Để này củ đặc sệt luôn. Tổng chiều cao là 62. Đường kính bầu là 39. Lên xuống nách chân luôn chứ mà. Cái cành là có đồ chủ chính cái cành đều luôn. Rồi giá luôn. Rồi cái số 11 này em xin giao lưu của chú anh chị là 2 triệu. Rồi 2 triệu cái số 11. Rồi phép nó cái luôn. Rồi cái số 12 là mai xù. Rồi lên xù quá trời luôn. Xù nè. Cái này xù nhiều ha. Da cục cục luôn nè. Bên đây lên lớp cao à. Đây. Dạ. Nè lên nhấp chân thôi chứ mà. Dạ. Cốm đều luôn. Xù cốm rất đẹp luôn anh chứ mà. Kẹo kín cây hết luôn. Xù là nó ít rễ ha. Đúng rồi. Để rễ cũng khá. Nhưng mà cái nước xù nó rất đẹp. Dạ. Xù giáp chân. Xù khoảng là 90% mà cô chú bạn. Dạ. Cái thật non này nó cũng đang lên xù nè. Cốm vậy luôn. Cái này rất là đẹp đấy chứ bạn. Mấy cái lô xù này nó đẹp. Gọn cho đồng số luôn. Chi cành nó đầy đủ lực luôn đều. Đế thì khá đó. Rồi em đây vị trí này đây là 36. Khoảng 36. Tổng chiều cao là 41. Rồi, đường kính bầu là 33. Rồi, giá lắm chứ. Rồi, cây số 12 này em xin vô lưu của chú anh chị là 2 triệu 7. 2 triệu 7, cây số 12. Mình xù đẹp. Cơm đều chứ. Rồi, phép đổi cây luôn. Rồi, và cây số 13. Cũng lùng lực bức măng ha. Quá lùng lực măng luôn, chia cành lực luôn. Ủa trời bá. Chị cành này khỏi chê ghép vào của chú anh Tâm. Tiêu chứ. Ồ có đế nè, củ. Trời bá luôn. Lực cây lắm ạ. Ghế đều gan, bự, đều. Củ đế đặt ở chân đây đặt sệt luôn. Đây có cái lót đầy đủ luôn. Chắc gạt ha. Một phô mai lùng lực, bút măng, chỉ cành đầy đủ đều. Cái này hơi đẹp đẹp đó. Ừ. Nhìn rất là đẹp ha. Ú u luôn. Nước chai lên cũng lên, lên sùng nách nhẹ nhẹ. Rồi cho đông số. Đế này là sệt cái củ luôn. Cây này nó gốc nó nở chạc. Rồi, em đã vị trí này đi là 40. Rồi, quanh tại trí 40. Tổng chiều cao là 42. Đỉnh bầu. Đỉnh kính bầu này là 29. Đo cái củ luôn. Cái củ dưới này ha.
xuống đi, đó, đúng rồi. Vị trí này là 63 lần á. 62. 62 hay có chứ mà. Ờ 62 thôi. Này đặc sệt luôn. Này ghế lót có cái ngắt đầy đủ. Rồi. Đây lấy lực căng cây. Đây cũng cứng luôn. Đó, chả cụ đặc bự chả bá. Con khúc à. Chỉ cần đầy đủ chứ. Rồi giá. Rồi, cái số 13 này em xin vô luôn của chú anh chị là 3 triệu 2. Rồi 3 triệu 2. Dạ. Một phô mai VIP ha. Nhỏ xinh xinh lùng lực. Cái số 13. Chơi gọi phép nó cái. Cái số 14. Đây, cái này cũng lên lên xù xù hay là có chứ bạn. Để mình coi ha. Lâu này có hơi lên lên xù nhiều quá. Lên hơi cầm cộm. Hơi hơi biểu hiện lên nhẹ nhẹ có chứ. Dạ. Chì cành đầy, đầy đủ. Để cái này quá lực luôn. Gửi cho bá luôn. Điều này đều gan. Này hơi thiếu nhẹ chút xíu thôi chứ đây đều hết. Nhưng mà các phôi lùng lực này thì ra nó không không bự hơn nhiều chứ mà. Cây gốc bự, mập, to. Rồi trong số. Dạ. Cái này lên hơi cục xù xù hơi bự bự. Rồi em đây vị trí này đi là 43. 43 ta cho cái eo thôi, trên này luôn. Trên này. Rồi đó xích xuống, rồi đó xíu thấy bự lắm. Xúc cái eo này là 47. 47 trên 43. Dạ. Rồi tổng chiều cao là 43. Giọt ngọt này cũng bự bự 24. Rồi 24. Rồi đường kính đầu là 33. Đây điều. Rồi giá luôn. Rồi cái số 14 này em xin giao lưu của chú anh chị là 2 triệu 7. 2 triệu 7, cái số 14. Dạ. Không phải dạng ha cô chú. Bán giá vừa vừa đi cho cô chú anh chị dễ chơi. Rồi đường luôn thời gian sau nó lên xù nhiều quá chứ bạn. Nó lên nhẹ nhẹ. Nó nổi lên ha. Cho phép đổi cây. Rồi qua cây số 15. Chị cành cũng lục lực luôn. Chị cành cũng đều. Cục này chị cành rất là dữ luôn. Đầy đủ. Đều sát bên. Thế này cũng hơi sổ sổ nhẹ nhẹ. Tay thì lực. Thế đều. Cái gốc hơi nở. Rồi cho đông số. Rồi em đo vị trí này là 34. Rồi quanh 34. Rồi tổng chiều cao là 67. Đường kính đầu là 33. Đây là cũng lực cây chứ mà. Chi cành đầy đủ đều luôn. Chi cành hơi lực lực. Để sổ cũng hơi lực lực nhẹ nhẹ. Cũng khá. Để này có cái mấy cái lót này cũng khá đẹp. Nó làm căng cây. Rồi giá luôn. Rồi cái số 15 này em xin vô lưu của chú anh chị là 2 triệu 2. Cũng là cây clip của em. 2 triệu 2. À. Rồi, clip em cũng xin mến chúc các cô chú anh chị bữa nay một ngày Giáng sinh thật là vui vẻ và hạnh phúc và an lành nha. Rồi, em xin chào, chào anh Linh. Rồi, chào chị luôn. Rồi, chào quý cô chú anh chị bạn luôn ha. Đây là những cái phô mai lùng lùng. Cái clip. Rồi, xin chào.